Chào tất cả những anh em hồi sáng có theo dõi cái bài lỗi 44 trên dòng CRM này mới nhé. Thì hiện đây mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Anh em chuẩn bị giấy bút ra để anh em vẽ lại và anh em cập nhật thêm cái lỗi mới nè trên dòng xe CRM này mới nha, lỗi 44. Mọi người chuẩn bị chưa? Ai chuẩn bị giấy bút rồi thì ok cái coi. Ok cái coi. Chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Nào, mọi người chuẩn bị nào. Đây, anh em sẽ chuẩn bị quan sát trên màn hình nha. Giờ tôi sẽ chuẩn bị chia sẻ cho anh em cái mạch khởi động cũng như là cái mạch điều khiển và có mạch điều khiển khởi động với lại mạch này là mạch báo lỗi 44 trên dòng xe SOM đời mới nha. Rồi, anh em chuẩn bị giấy bút ra này, bắt đầu ghi chép vô ha, nó cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là cái dòng xe này là áp dụng cho dòng xe SOM. Thì hiện nay trên dòng xe SOM, những dòng xe công nghệ đời mới là những dòng xe Elizabeth, Venus với là những dòng xe mà có cái công nghệ trang bị phiên bản A-Link Stop này nha. Có trang bị cái công nghệ A-Link Stop này, đấy. Thì là những dòng xe nào có cái A-Link Stop này thì nó mới có cái lỗi 44 nha. Vậy thì trước khi anh em hiểu được cái lỗi 44 là lỗi gì thì chúng ta phải xem qua cái hệ thống khởi động của nó đã, hệ thống nguyên lý của nó trước thì chúng ta mới biết được lỗi 44 xuất phát từ đâu. Và đây bắt đầu mình sẽ trình bày cái mạch này như sau. Ở đây thì mạch này được gọi là mạch khởi động nha, mạch khởi động. Rồi, thì tất nhiên là công nghệ của nó là vẫn sử dụng một cái dơ le đề 4 chân, bình điện gắn vô, rồi củ đề ở dưới ha. Đó, thì bây giờ cái việc đầu tiên khi anh em lên xe thì anh em sẽ mở khóa. Rồi, khi anh em mở khóa thì khi các bạn mở khóa đó thì cái nguồn điện 12V nó sẽ cấp vào nuôi cho dơ le chờ sẵn. Rồi, còn riêng cái nguồn mà từ ngã ba này đi xuống ECM này thì đây là tôi vẽ tắt thôi, chứ thực tế thì cái nguồn này ở trên xe thì nó sẽ lấy qua cái nguồn gọi là giờ le tắt máy. Nhưng cái giờ le tắt máy này nó lại không được sử dụng bởi cảm biến góc mà nó lại được sử dụng bởi cả công tắc chống ngang. Cho nên là khi nào anh em gạt công tắc chống ngang thì con ECM nó sẽ có điện nha. Khi con ECM có điện là bởi vì cái nguồn điện sau khóa này là nó đưa từ con giờ le tắt máy lên. Cho nên ở cái phần này là tôi làm này cho đơn giản để anh em dễ hiểu thôi, chứ không có gì hết, cho anh em dễ hiểu thôi. Thì bây giờ anh em hình dung như sau này, mở khóa lên thì nguồn điện sau khóa sẽ đến ECM và giờ le đề. Thì cái đây là tôi đã nói là cho anh em thì dễ hình dung thôi, còn cái nguồn này là nguồn sau con giờ le tắt máy. Mà con giờ le tắt máy thì được điều khiển bởi công tắc chống ngang nha. Cho nên chính vì vậy mà con ECM này các bạn sẽ không tìm thấy dây công tắc chống ngang. Và đồng thời các bạn cũng sẽ không tìm thấy hệ thống công tắc chống nghiêng. Có nghĩa là trên cái dòng xe này hệ thống công tắc chống nghiêng. Tức là khi anh em không gạt công tắc chống nghiêng thì con ECM này sẽ không có nguồn điện 12V. Và nói một cách đơn giản nữa là nó sẽ không có hệ thống FI. Đấy, tức là chống công tắc chống nghiêng chưa gạt lên thì sẽ không có cái điện để nuôi ECM. Còn trường nào chúng ta gạt công tắc chống nghiêng lên thì nó sẽ có nguồn điện 12V từ con giờ le đó, tắt máy cấp đến ECM, tức là dây nguồn này. Đó, nói vậy là anh em hiểu rồi đúng không ạ? Có nghĩa là nếu không gạt chống ngang thì nguồn 12V này sẽ không vào ECM, không nuôi ECM thì hệ thống phun xăng không có điện nha. Rồi.
Vậy thì khi chúng ta mở khóa rồi, đó, lúc này ESM có điện rồi, bây giờ chúng ta muốn khởi động thì công việc tiếp theo là chúng ta sẽ bóp phanh và bấm nút đề. Đó, thì khi anh em bóp phanh thì cái nguồn điện phanh là nguồn điện dương sẽ đưa từ công tắc phanh đến ESM, tức rằng là tức là nguồn lửa đấy. Bóp, các bạn bóp phanh thì phải có nguồn lửa vào đây. Đó. Thì con ESM hiểu là anh đang bóp phanh. Rồi. Tiếp theo là bấm nút đề thì cái nguồn âm của nút đề này là mát sườn. Khi các bạn bấm đề thì cái mát công tắc đề sẽ nối đến ESM vào chân 25. Còn nguồn dương sẽ nối vào chân 13. Rồi, lúc này con ESM hiểu được anh đã bóp thắng bấm đề thì cái nguồn âm nguồn dương này đến ESM. ESM liền hiểu thì lúc này ESM sẽ cấp điện đến chân số 8. Từ ESM cấp chân số 8 là cấp mát á, cấp mát đến con dơ le đề. Đó thì lúc này con dơ le đề nó hiểu được là có mát, có nguồn âm nguồn dương thì dơ le đề sẽ làm việc. Thì khi dơ le đề làm việc thì nó sẽ kích hoạt cho hệ thống nguồn dương từ ắc quy đến củ đề. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ khởi động nổ máy được. Cho nên cái công nghệ này khi anh em mới nhìn vào đây thì cũng tương tự, không khác gì Honda cả, nó chỉ khác có chút xíu thôi. Nó khác chút xíu là ở cái phần công tắc phanh này là có thêm, Honda thì không có, đúng không? SOM thì nó có, được chưa? Đó, và công nghệ của nó có thêm cái đó là cái tích hợp mã lỗi. Cho nên chính vì vậy mà khi hệ thống đề này bị hỏng thì chúng ta rất dễ kiểm tra, đó là nó sẽ báo lỗi ha. Nó sẽ báo lỗi 44 nha, chúng ta quan sát này. Khi mà động cơ nổ được rồi thì lúc này động cơ đang nổ đó, thì chúng ta bấm đề bóp thắng thì tất nhiên là con ESM nó ngắt cái điện âm đến dơ le đề rồi, cho nên là hệ thống đề nó sẽ không khởi động nữa, được chưa? Rồi, vậy thì trong quá trình, nếu quá trình hoạt động của xe vô tình dây âm này bị đứt hoặc lỗi mạch trong ESM, tức là lỗi mạch cái chỗ phần chân số 8 này, lỗi mạch ESM, hoặc là con trở ở cái giá trị cuộn dây trở này ở trong dơ le đề nó bị cháy hoặc bị đứt đó, hoặc nôm na bị đứt như này, thì ngay lập tức con ESM không nhận được tín hiệu của cái dây nguồn sau khóa đi qua chở vòng về chân số 8 đi xuống đây, thì con ESM này nó sẽ báo lỗi đến DSP liền. Các bạn hiểu không nào? Đó, báo lỗi đến DSP liền thì lúc này cái xe sẽ báo lỗi số 44. Rồi, nó vậy thì qua cái mạch này một cách đơn giản như thế này thôi. Khi xe vào báo lỗi 44 thì anh em chỉ cần xử lý là kiểm tra con giờ led đề với cái dây tín hiệu mát từ giờ led đề về ESM. Cả lớp hiểu không nhỉ? Rồi. Đó, thì đây là cái mạch khởi động trên dòng xe SOM áp dụng cho những dòng xe có trang bị công nghệ A-Link Stop thôi nhá. Chỉ có những công nghệ A-Link Stop thì nó mới có cái công nghệ này. Và đặc biệt ấy là cái gì nhỉ? Những dòng xe mà không có A-Link Stop thì không có cái mã lỗi này. Đó, đối với SOM. Và thêm một cái nữa đó là như thế này. Nếu khi động cơ đã đủ các điều kiện giống như tương tự bên Honda rồi, vậy thì chúng ta muốn nó hoạt động được A-Link Stop thì tương tự như vậy, thì cái cảm biến tay ga sẽ gửi tín hiệu về ECM. Khi chúng ta vặn ga thì con ECM này sẽ cũng tự động nối điện âm đến dơ le và dơ le tự ngậm đề và để cho động cơ tự khởi động được. Đó là nhờ vào motor đề hoạt động, được chưa nhỉ? Rồi, cái mạch đề này mình đang để đây, anh em vui lòng ghi chép lại nha, hoặc chụp hình lại đi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Còn anh em nào muốn xem được cái bản gốc này thì mời anh em vào kênh YouTube Tiến Bình Dương để anh em theo dõi lại nha. Cái video này mình đã đăng lên kênh YouTube Tiến Bình Dương rồi, anh em vào theo dõi và like và chia sẻ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Hẹn anh em các buổi học tiếp theo nha. Lớp học của mình hôm nay chỉ có 2 thằng thôi. Thằng học mà nó đơ người luôn. Rồi, chúc anh em buổi chiều đông khách nè, kiếm được nhiều xe nè, 1 giờ 12 giờ thôi, cố gắng kiếm nhiều tiền nha. Bye bye anh em.